Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Băng Hỏa Ma Chủ. Ngưỡng quang đại lục rộng lớn, các quốc gia trên đại lục đều dùng băng, hỏa, phong, thổ, không gian, ánh sáng, bóng tối, tổng cộng 3 ma pháp là chính. Trong đó, nổi danh nhất là băng thần tháp của băng nguyệt đế quốc và dung gia của dung hòa đế quốc. Bọn họ chuyên dùng băng, hỏa, ma pháp, uy lực vô tận. Hai bên thế lực cũng như băng hỏa vậy. Hai bên cứ như băng và hỏa không thể dung hòa lẫn nhau. Lúc này, mục tiêu duy nhất của Niệm Băng là báo thù cho cha mẹ, nên hắn phải nhanh chóng tập hợp đủ 7 loại thần khí. Điều tức 7 loại ma pháp thì mới có thể ổn định được băng hỏa cân bằng trong người. Đi mãi cũng gần đến băng Lan Thành. Băng Lan Thành là chỗ giao giới giữa băng Nguyệt Đế Quốc và Áo Lan Đế Quốc. Đi qua đây sẽ là rời khỏi quốc gia nơi hắn đã sinh sống 8 năm. Niệm Băng đi đến công hội lính đánh thuê thì gặp cô nàng bán hàng xéo sắc ở đó tên là Mã Thủy. Nàng ta thấy vẻ ngoài điển trai của Niệm Băng liền đổi từ giọng chanh chua sang giọng ngọt ngào chào đón nồng nhiệt. Niệm Băng gặp lại tên lính đánh thuê bàn nãy đụng phải. Hắn ta ghen tị vì Niệm Băng được Mã Thủy ngọt ngào, còn mình thì không, nên hắn tức giận lao tới tấn công. Vậy nhưng Niệm Băng chỉ mới vung tay xuất một chiêu nhẹ cũng đã khiến hắn sợ xanh mặt. Thấy có đánh nhau nên đội bảo vệ cửa tiệm liền tới vây quanh Niệm Băng. Tên đội trưởng rút kiếm tiến tới nói, ông ta đề nghị tỉ thí một trận, nếu Niệm Băng thắng thì hắn sẽ thả Niệm Băng đi. Nếu đánh thắng tên đội trưởng này thì chắc chắn sau này đám lính đánh thuê sẽ không làm phiền mình nữa. Vậy nên hắn đã không ngần ngại mà đồng ý. Tuy Niệm Băng chiếm ưu thế về tốc độ, vậy nhưng mà cách biệt về sức mạnh cũng vẫn còn quá xa. Niệm Băng xuất thần lộ đào tăng tốc tấn công đáp trả lại đòn công kích của hắn. Sau khi bị đánh cho tơi tả thì bọn chúng cũng biết được Niệm Băng không phải là võ sĩ mà là ma pháp sư. Tên đội trưởng lập tức tra hỏi hắn đến đây là có mục đích gì. Bởi vì nơi đây là công hội của võ sĩ, ma pháp sư vốn không nên xuất hiện tại đây. Niệm Băng cho biết mình đến đây chỉ để bán quyền trục ma pháp, vậy nhưng bọn chúng không tin, còn cho rằng chỉ có ma pháp sư mới dùng được quyền trục ma pháp. Người của công hội đều là võ sĩ thì sao có thể sử dụng được, có bịa thì cũng phải bịa ra một lý do chính đáng. Hắn ra lệnh cho cả đoàn lính đánh thuê tấn công. Hết cách, Niệm Băng chỉ có thể tận lực không làm họ bị thương. Dù bị đẩy lui vậy nhưng bên kia vẫn không chịu dừng tay. Biết mình không thể nương tay với chúng được nữa, vậy nên Niệm Băng đành phải xuất ra song sắc băng phong cầu, đẩy lùi đám lính đánh thuê khiến chúng phải run sợ. Đột nhiên một giọng nói vang lên ngăn cản, người đến chính là hội trưởng công hội lính đánh thuê. Ông ta tên là Khalo. Ông muốn nói chuyện riêng, vậy nên cả hai đã ra phía sau hậu đình trò chuyện. Khalo xin lỗi về cớ sự của ngày hôm nay và ngỏ ý muốn xem quyền trục mà hắn muốn bán. Niệm Băng lấy ra từ nhẫn chữ vật 30 quyền trục cấp 4, 3 quyền trục cấp 5, 2 quyền trục cấp 6. Điều này làm cho ông ta vô cùng ngạc nhiên. Số quyền trục mà hắn có còn nhiều hơn hàng tồn của công hội. Vậy nhưng võ sĩ ở công hội lại không thể sử dụng quyền trục ma pháp. Niệm Băng cho biết quyền trục mà mình chế tạo có thể chủ động kích hoạt, cho dù không phải ma pháp sư thì cũng có thể sử dụng được. Mọi người của lính công hội hoàn toàn có thể sử dụng bình thường. Hắn biểu diễn quyền trục cho Khalo xem khiến ông ta bất ngờ và tự hỏi không biết Niệm Băng có được số quyền trục này từ đâu ra. Niệm Băng cũng tiết lộ mình tự chế tạo ra. Vậy nhưng hiện giờ trên người chỉ có nhiều đầy quyền trục. Nếu như ông cần thì hắn có thể chế tác thêm. Ngoài chuyện tiền nong ra thì hắn cần thêm một số quyền trục để bản thân sử dụng. Khalo thầm nghĩ có được Niệm Băng sẽ có được quyền trục ma pháp đến mãi không hết. Đến lúc đó, ông ta có thể hoàn thành nhiệm vụ thần bí kia và còn có thể giúp công hội thanh danh truyền xa, trở thành công hội duy nhất ở băng Nguyệt Đế Quốc, thậm chí là ngưỡng quang đại lục. Ông ngỏ ý mua lại quyền trục ma pháp của Niệm Băng với giá đôi trên thị trường. Vậy nhưng, ông lại có một yêu cầu rằng, gần đây công hội nhận được nhiệm vụ vô cùng đặc biệt nên cần gấp một số lượng lớn quyền trục ma pháp. Hy vọng hắn có thể gia nhập vào song binh đoàn. Đương nhiên là ông sẽ thanh toán cho Niệm Băng một khoản thù lao cách xù. Niệm Băng từ chối vì hắn còn phải du ngoạn, không muốn bó buộc tại một chỗ. Ông ta nghe xong liền thất vọng, sau đó đưa cho Niệm Băng một hợp đồng giao dịch. Vừa dứt lời thì Khalo đột nhiên lao tới tấn công Niệm Băng. Niệm Băng vừa kịp lúc nhanh tay đòn đỡ, sau đó tra hỏi lão tại sao lại tấn công mình. Vậy nhưng ông ta không trả lời mà cứ liên tục tấn công. Ông ta bộc phát đấu khí xuất ra một loạt kiếm khí tấn công. Niệm Băng cũng xuất ra mũi tên băng để đòn đỡ. Khalo điên cuồng lao tới ép hắn phải lựa chọn một trong hai. Một là để lại tất cả quyền trục, hai là phải ở lại làm việc cho ông. Hai người liên tục thi triển chiêu thức đáp trả nhau kịch liệt. Niệm Băng nhảy lên, xuất băng pháp tạo thành một vụ nổ chấn động. Sau đó cả hai chuyển sang đánh cận chiến. Lưỡi kiếm lao nhanh như cơn gió định đâm vào người Niệm Băng, vậy nhưng hắn rất nhanh đã né được đòn chí mạng này. Cả hai lại tiếp tục lao vào nhau cận chiến.
Ông ta lại xuất liệt địa chảm, sức mạnh của nó quá lớn, niệm băng xuất ra bức tường băng để chống đỡ, vậy nhưng vẫn bị đánh bay thẳng vào bức tường. Ông ta liên tục thuyết phục, chỉ cần gia nhập công hội thì cho dù sau này hắn có hành tàu ở bên ngoài, thì công hội lính đánh thuê cũng có thể cho hắn rất nhiều lợi ích. Niệm băng không đồng ý, hắn tạo ra một cơn lốc băng va chạm với kiếm khí của đối phương. Giao thủ từ nãy tới giờ, ông ta mới phát hiện mà pháp lực của niệm băng cứ giống như dùng mãi không hết vậy. Nếu cứ tiếp tục đánh thì e rằng lão sẽ không thể nào chống đỡ nổi. Sau nhiều lần bị chèn ép, niệm băng cũng không muốn nhường nhịn nữa, hắn tung ra chiêu thức vô cùng mạnh. Kha Lô thấy vậy cũng không muốn đánh đấm nữa nên yêu cầu dừng lại. Nếu còn đánh nữa thì cả công hội sẽ bị hắn đánh sập mất. Ông ta bây giờ cũng bội phục niệm băng, dù hắn không thể gia nhập song binh đoàn thì cũng có thể kết giao bằng hữu và ông cũng không cần quyền trục ma pháp nữa. Niệm băng suy đi tính lại liền đồng ý làm quyền trục ma pháp cho đối phương. Vậy nhưng chỉ cần lão chuẩn bị đầy đủ quyền trục rỗng và chi phí vẫn phải tính như bình thường. Cả hai vui vẻ đồng ý với yêu cầu này. Hóa ra công hội lính đánh thuê không có ma pháp sư, cũng không có quyền trục ma pháp. Vậy nên, ông ta mới vội vàng giữ niệm băng ở lại. Đại đa số ma pháp sư đều thấy chướng mắt với công hội, nên đương nhiên sẽ không đến công hội lính đánh thuê. Hắn nhớ lại lời Linh Nhi từng nói với mình rằng, chi tiêu của công hội ma pháp sư ở băng nguyệt đế quốc đều do Long Chi gánh vác. Nếu để cho hai công hội này hợp tác với nhau thì có lẽ sẽ giúp cả hai cùng có lợi. Niệm băng ngỏ ý đề nghị công hội lính đánh thuê kết hợp với công hội ma pháp sư của Long Chí. Nếu ông ta đồng ý thì hắn sẽ viết một lá thư giới thiệu gửi cho Long Chí. Tối hôm đó, Niệm băng đang đi trên đường tìm kiếm đồ ăn thì gặp được Tuyết Tĩnh. Nàng ta vô cùng vui mừng vì gặp lại người trong lòng. Niệm băng kéo Tuyết Tĩnh đến một nơi để nói chuyện. Hắn nói rõ với nàng rằng trên đường đi sẽ gặp nhiều nguy hiểm cho nên không thể đưa Tuyết Tĩnh đi được. Nếu như nàng có bị thương thì làm sao hắn dám nhìn mặt Tuyết Cực cười chút. Nói xong liền quay người rời đi. Điều này làm cho Tuyết Tĩnh tức giận. Cứ mỗi lần nàng ta giận đều rút kiếm tấn công, buộc Niệm băng phải ngăn cản. Nàng cho biết, ngay từ lúc ban đầu ở băng tuyết thành, Niệm băng cứ 5 lần 7 lượt tránh mặt nàng. Bây giờ mình vì tìm kiếm hắn mà đi tới băng lan thành, cho nên nàng muốn Niệm băng nhất định phải đưa mình đi theo, nếu không thì sẽ không để yên cho hắn. Bởi vì hắn có quá nhiều bí mật, chuyện gì cũng giấu giếm không chịu nói. Điều này làm cho Tuyết Tĩnh càng thêm tức giận. Tuyết Tĩnh hăng máu đánh Niệm băng rơi xuống đất. Nhân cơ hội này, Niệm băng đã giả vờ bị thương để cho nàng ta đi tìm thầy thuốc, còn mình thì nhân cơ hội này bỏ trốn. Đáng tiếc là Tuyết Tĩnh đã phát hiện ra kế hoạch của Niệm băng nên đuổi theo chặn đường. Trong khi hai người đang nói chuyện thì mấy tên lính của công hội lính đánh thuê đã đi tới bảo vệ. Dẫn đầu là tên thanh niên đã bị Niệm băng đập cho một trận vào ban ngày. Khá ta phục kích là để báo thù. Bọn chúng ném ra khí độc, sau đó mới bắt đầu phóng phi tiêu tấn công. Niệm băng xuất ra khiên băng chống đỡ, vậy nhưng do chúng mê hồn đàn nên cơ thể đã dần dần mất khống chế. Mặc dù đã đánh tan các đòn công kích của bọn chúng, vậy nhưng mê hồn độc ngày càng xâm lấn vào cơ thể của Niệm băng. Ma pháp sư đúng là rất lợi hại, nhưng chỉ cần không sử dụng đường ma pháp thì cũng chỉ như người bình thường, không có một chút sức phản kháng. Thế là cả hai bị dồn vào thế khó, ngay cả Tuyết Tĩnh cũng bị trúng độc, không thể nào đối phó được. Tình thế quá nguy cấp, nàng ta đành phải chọn cách thiêu đốt khí huyết của bản thân. Điều này vô cùng nguy hiểm đến tính mạng. Niệm băng muốn cản lại vậy nhưng không được. Đầu khí cuồn cuộn bạo phát ra xung quanh. Bọn chúng lập tức hoảng sợ và chọn cách quay xe bỏ chạy. Tuyết Tĩnh định ra tay tiêu diệt đám người bên kia, vậy nhưng còn chưa kịp thi triển chiêu thức thì đã ngã xuống vì huyết khí trong cơ thể đã bị đốt cạn. Niệm băng liền đưa nàng ta đi tìm nơi trị thương hồi phục. Hai người ghé đến quán trọ, vậy nhưng quán trọ chỉ còn một phòng duy nhất dành cho một người. Thế là hắn đành phải để Tuyết Tĩnh ngủ ở trong phòng. Còn mình thì kiếm đại một cái chăn nào đó lót đại để ngủ ở đại sảnh. Vậy nhưng Tuyết Tĩnh lại không đồng ý, nàng không nỡ để Niệm băng ngủ ở bên ngoài. Trong lúc Niệm băng không biết ngủ ở đâu thì có một người phụ nữ đi tới. Cô ta là bà chủ của một ca lâu, thấy Niệm băng không có chỗ đặt chân nên cô đã ngỏ ý mời hắn đến ca lâu của mình để nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Với kiến thức về giang hồ ít ỏi của mình, Niệm băng hoàn toàn không biết ca lâu là chỗ nào, miễn cứ có chỗ ngủ là được rồi. Tới đây thì tập phim đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé!